chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy mình có thể tự in ra những cái content nhãn vải để ứng dụng trong lĩnh vực thời trang và may mặc. Thì dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người đó là Rin 4012 PLV cộng. Thì đây là một dòng máy có xuất xứ 100% của Nhật Bản, chất lượng rất là tốt. Thì mọi người hãy cùng em khám phá xem về những cái kết cấu, hình dạng và cái cách vận hành của nó như thế nào mà nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu in tem nhãn vải cho chúng ta. Thì đây là dòng máy mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì em xin nhắc lại mọi người, đây là có model đó là Rin 4012 PLM cộng. Thì đây là một dòng máy xuất xứ 100% của Nhật Bản nha. Đầu tiên thì mình nhìn vào cái hình dạng bên ngoài, mọi người có thể thấy là hình dạng bên ngoài nó rất là chắc chắn nha. Và kèm với đó thì tất cả những cái hầu như tất cả những cái phụ kiện quan trọng của nó thì nó được làm bằng kim loại. Đây, mọi người có thể thấy ha, có một vài bộ phận, một vài chi tiết thì nó được làm bằng nhựa ha. Như cái khung sườn này kia của nó thì hầu như là được làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Đây, đây là một dòng máy in công nghiệp của hãng Rin. Nếu như mọi người so sánh với những cái dòng máy in công nghiệp khác trên thị trường thì cái ưu điểm nổi bật của cái dòng máy này đó là về kích thước rất là nhỏ gọn, nên thành ra mình có thể để ở khắp mọi nơi, tiết kiệm được cái vị trí không gian nơi cái mềm mình làm việc. Đây một cái ưu điểm đầu tiên của dòng máy này ha. Và cái khung sườn bên ngoài là được làm bằng kim loại, đó là cái điểm thứ hai. Đây, đi vào trong mọi người có thể nhìn sơ qua tổng quan của chiếc máy này. Đây, đầu tiên anh xin giới thiệu đây là cái khu vực để mình để cái cuộn nhãn vải để mình in. Thì cái cuộn nhãn vải mình có thể để là thường thường cuộn nhãn vải của nó là 200m thì mình có thể để ở trong hộp này, trong khu vực này. Tiếp theo phía trên này thì đây là cái khu vực mình để mực. Đây là cuộn mực, đây là cuộn thô mực, sau khi in xong thì mình sẽ thu lại. Thì cái cuộn mực của thì mình có thể được để được là 300m. Thế một cái chi tiết mà khá hay nữa thì bên hàng người ta có và một cái sơ đồ để cho mình có thể là lắp đặt giấy mực cơ bản đúng cách, để mà trong quá trình sử dụng nếu có quên hoặc người mới mình nhìn vào cái là mình có thể là biết lắp được cái hướng mũi tên đi như thế nào, hướng mực như thế nào. Thì đây một số cái điểm khá là tỉ mỉ ha, chi tiết. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người một cái bộ phận quan trọng nhất của chiếc máy, đó là khu vực cùng đầu in của máy. Đây là cái cùng đầu in của dòng máy Rin 4012. Thì cái đầu in này nó có độ phân giải đó là 300 dpi, và cái khổ rộng của nó là 4 inch, tương đương với 104 mm. Thì cái kích thước nhãn của mình có thể là sử dụng tùy ý trong cái khoảng tối đa của nó, maximum của nó là 104 mm nha mọi người. Đây, trong một trong cái khoảng này. Đây là đầu in 300 dpi, và cái đầu in này mình có thể sử dụng mực wax resin hoặc là mực resin để có thể là in ra những cái con tem nhãn vải chất lượng ứng dụng trong ngành thời trang và may mặc. Nếu mà mọi người cần thì phía trước này mình có thể là option là kia là có thể gắn thêm cái dao cắt. Đây là cái bản tiêu chuẩn, nó không có dao cắt, còn nếu mình muốn là có thể gắn thêm cái dao cắt, mua thêm cái phụ kiện dao cắt để mình gắn cho máy, thì khi mà cái nhãn của mình in ra chừng nào thì nó sẽ tự động cắt từng con tem một cho mình chừng đó, đúng với kích thước mà mình đã thiết kế ở trên file thiết kế, thì nó rất là tiện lợi. Và nó có thể mình có thể là lựa chọn để mình sử dụng ha. Tiếp theo thì em sẽ nói sơ qua mọi người, thì đây là có những một số cái phím để trong quá trình mình sử dụng mình setup cấu hình lại cái thông số. Như đây là cái màn hiển thị thì nó sẽ hiển thị được cái tình trạng của máy, lỗi gì, lỗi giấy hay lỗi mực hay là nó sẽ đến cái số lượng in trên một cái lần in như thế nào, thì nó hiển thị trên cái này, thì mình có thể là tùy chọn để mình cho nó hiển thị nó đúng ha. Thì đến trong quá trình sử dụng của mình thì mình có thể là biết hơn và tiện lợi hơn. Thêm một cái phần mà mọi người khá là quan tâm nữa đó là phần kết nối của máy. Thì nếu như là một cái phiên bản tiêu chuẩn của dòng pin 4012 PLM cộng thì nó có cổng kết nối đó là USB và RS232. Thì đây là hai cổng kết nối mặc định của máy nha mọi người. Nếu như mà mình sử dụng trong môi trường công nghiệp và cần có nhiều máy tính để có thể là in sử dụng cùng một lúc với một máy in, thì mình có thể là chọn option thêm nhờ là phiên bản khác của nó, một cái phiên bản mà có gắn thêm cổng LAN, thì người ta sẽ gắn thêm cổng LAN cho mình ở đây ha. Cổng LAN là cổng internet đó, thì mình có thể sử dụng và mua hàng và đặt cái option đó. Thì đây là một số thông tin cơ bản cũng như là cái nhìn bên ngoài về chiếc máy Rin 4012 PLM cộng của Nhật Bản này. Thì mọi người hãy cùng em tiếp theo vào bên trong, em sẽ gắn những cái loại
Dạ, tem nhận dạng và in thử cho mọi người xem về cái khả năng in và những cái độ sắc nét của dòng máy này. Thì bây giờ em sẽ lắp cuộn nhãn Ruban vào để in thử cho mọi người xem về cái khả năng in tem nhãn Ruban như thế nào ha. Thì đây là nhãn vải Ruban, mọi người có thể nhìn qua ha. Chất liệu nhãn vải em vừa gắn trên máy ha. Thì cái nội dung trên này thì do mình thiết kế thôi, mọi người thiết kế sao thì sẽ in ra như vậy. Lúc mà bán máy thì bên em có tặng kèm một cái phần mềm thiết kế cho mọi người ha, để mọi người có thể là thiết kế theo ý của mình. Đây. Cái khổ này của em là khổ 2.5 cm nha, 25 mm đó. Còn cái khổ đồng nội của nó thì nó tới là 105 4 inch đó. Mm thì mình có thể là in hết cái khổ này. Tại vì là tùy theo cái kích thước mình cần bao nhiêu thì mình sẽ in bấy nhiêu, không nhất thiết là phải in tất cả theo cái nhãn loại của mọi người cần bao nhiêu. Đây mọi người có thể thấy cái chất lượng trừ này, mã vạch QR hoặc là mã 1D này, những ký hiệu trong ngành may mặc này, một số thông tin. Những cái thông tin em để thế này khá là nhỏ, nhưng mà người in càng to thì nó càng rõ nét và càng đậm, càng đẹp hơn nè. Thì đây là chất liệu in trên nhãn Ruban, mọi người có thể xem đó, mấy khả năng in. Thì đây là một cái dòng máy mà những cái nhà gia công về nhãn vải rất là thích và ưa chuộng để chọn cái dòng này để sử dụng trong việc gia công cho những cái thương hiệu lớn về thời trang may mặc. Đây, mọi người đây một đây. Để em sẽ in thêm cho mọi người xem ha. Sẽ in thêm. Đây, mọi người có thể thấy không? Những cái số lượng mình nhập bao nhiêu thì nó sẽ in ra bấy nhiêu thôi. Cái chất lượng in khá là ổn định và đồng đều từ đầu con tem tới hết đó. Đó, mọi người xem không? Đó, thì tiếp tục thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái chất liệu đó là trên satin. Này là mình từ Ruban đó, trên satin, satin em cũng đây là cũng satin trắng. Rồi, mọi người cùng em theo dõi tiếp nha. Thì vừa rồi em đã lắp thêm cái cuộn nhàn satin vào chiếc máy RIN 4012PL vợt cộng này để in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của chiếc máy này trên chất liệu này nha. Đây, mọi người có thể xem ha. Thì mặc dù là chất liệu satin thì nó khó lên mực và nó khó ăn mực, nó khó đẹp hơn, rõ nét hơn cái chất liệu Ruban như ban đầu nha mọi người. Nhưng mọi người có thể thấy thì lúc mà nó in ra thì những cái chữ nó vẫn rõ ràng, sắc nét. Kèm với đó là mã 1D, mã 2D. Mình rất là rõ ràng ha. Em sẽ in thêm cho người xem ha. Đây. Thì cái file thiết kế này như em này nói là tùy theo mình có thể là thiết kế theo theo cái form của mình, theo những cái thường thông tin mà mình cần, những cái ký tự hoặc là những cái mã vạch mà mình cần. Thì bên em khi mua máy thì bên em sẽ tặng kèm cho mọi người xem về về một cái phần mềm để thiết kế những cái này theo yêu cầu ha. Chiếc máy này thì nó có tốc độ in tối đa của nó là 6 in trên giây, tương đương với là gần 150 mm trên một giây đó nha mọi người. Thì tùy theo chất liệu in hoặc là tùy theo cái nội dung in thì mình có thể là điều chỉnh cái tốc độ in nó phù hợp. 1 in, 2 in, 3 in nó có những cái điều chỉnh. Tại vì mình in chậm thì nó sẽ rõ nét sắc đẹp hơn. Nếu mình cần cái thời gian in nhanh gấp thì mình có thể tăng cái tốc độ in lên. Đó. Thì hầu như những cái loại chất liệu này thì anh sử dụng mực resin để in nó không bị bay, không bị phai trên cái chất liệu này. Rồi, thì đây là chất liệu resin đó. Rồi em sẽ thử thêm cho mọi người trên cái chất liệu mà nhãn satin, nhãn satin mà có nhuộm màu trên nó thì em sẽ in cho mọi người xem nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ em sẽ thay thử cho mọi người xem để trên một cái chất liệu satin khác ha, satin có nhuộm màu. Thì nếu như mọi người có nhu cầu cần làm những cái chất liệu ruban hoặc satin với một chất liệu màu khác ha, thì bên em cũng có thể làm ha. Thì em sẽ in thử cho mọi người xem trên cái chất liệu này thì nó in ra cái đồ này nó như thế nào nha. Đây mọi người có thể xem không, những chữ thế này nó vẫn vẫn in lên rất là rõ nét nha, nhìn rõ nét và biểu hiện biểu tượng ký tự hay gì đó cũng có thể là in lên ha. Đây là tên satin màu này. Đây, sẽ tiếp in lại cho mọi người xem. Đó, đây là cái khả năng in trên chất lượng satin màu của nó nhé mọi người, màu nhé. Thì ngoài ra thì nếu mà mọi người muốn sử dụng màu để in trên này cái loại mực màu gì đó thì bên em cũng có thể làm được ha. Ví dụ như đây ha,
thì cái loại này là loại satin trắng, nhưng mình sử dụng cái mực màu đỏ này, in lên nó vẫn rất sắc nét này, nó vẫn khá là đẹp nha. Đó. Hoặc là bất kỳ cái màu gì đó mà theo yêu cầu của mọi người thì bên em cũng có thể làm được trên chất liệu này. Đây thì này, ngoài cái khả năng mình có thể là in tem dán vạch thì chiếc máy in 4012 này cũng có thể là in cái dạng đề can thông dụng mà mình sử dụng ha. Ví dụ như là in tem nhãn phụ này, in tem nhãn giá này, hoặc là in tem logistics, in tem đơn hàng thì chiếc máy này nó cũng có thể là in được ha. Có thể in được rất nhiều cái loại mã vạch, loại chất liệu giấy khác nhau, xi bạc hay là PVC hay gì đó, nó cũng có thể là sử dụng để in được, rất là tiện lợi. Và ngoài ra cái thế mạnh của nó là sử dụng để in những cái loại tem nhãn vải ứng dụng trong những thời trang ngoài mặt như thế này, mọi người có thể là tìm hiểu thêm ha. Thì để tiếp theo thì anh sẽ thì này giờ thì những cái mẫu mà em in ra ở trên bàn này, em cắt ra em để trên bàn này thì em sẽ test cho mọi người xem về cái khả năng độ bám dính của cái mực này khi chiếc máy này in mà ở trên chất liệu satin này hoặc là ruban. Thì đây ruban trước ha, nếu như mình test thông thường là chỉ có va chạm khô hay gì đó. Đây, test chạm mình chạm rất là mình ở đây. Đây mọi người thể thấy là cái nhãn này nó có thể là nhăn nheo này, nhăn nheo mà nhưng cái nét mực và cái chữ ở trên này nó cũng không bị phai. Tại đây em sử dụng cái chất liệu mực vệ sinh không may không phai ha. Thì ra vì lần mình đã sử dụng nhãn trong may mặc thì chắc chắn là phải có qua giặt các kiểu, mà nếu qua giặt mà nó bị phai màu hay là phai cái thông tin của cái nhà sản xuất thì nó không đáp ứng được nhu cầu. Thì đây là em test sự khô cho mọi người xem ha. Thì đây là satin này. Đây. Đây mọi người có thể thấy này, nó có thể là nhăn nheo cái này nhưng cái thông tin ở trên này nó sẽ không không bị bay, không bị phai này. Đó. Thì đây thì em cũng đã chuẩn bị một sẵn tester cho mọi người xem cái thao nước đây nha mọi người. Đây, mình sẽ ngâm nước một số cái tên này và thử cho mọi người xem. Thì nếu cái này là mình có thể là test thực tế bằng việc đó là giặt giặt ở nhà đó, thì sau khi mà nó trong này mình có thể là tra chào mình những cái thông tin trên này nó không bị phai phai, không bị phai này. Này chất liệu satin này, đây mọi người có thể thấy chưa, nó không bị bay cái file cái thông tin của mình này trên này này đó. Nếu như mọi người cần test trên thực tế trên con tem của mình hoặc là cái nội dung của mình thì mọi người có thể là liên hệ tới công ty Thế Giới Vật, thì tụi em sẽ tư vấn về vấn đề này và hỗ trợ test thử cho mọi người xem. Còn trên đây là chất liệu ruban này, đây mọi người có thể xem mà nó sẽ không bị bay, không bị phai khi mà mình sử dụng trên chất liệu này. Đây thì vừa rồi thì em test cho mọi người xem về cái khả năng bám dính của mực trên cái chất liệu ru băng satin ứng dụng trong cái ngành may mặc và thời trang. Rồi, em xin cảm ơn mọi người. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về cái khả năng in ấn cũng như là cái cách hoạt động và tốc độ in, độ sắc nét của cái dòng máy in nhãn vàng của hãng Rin có model đó là 4012 PLM+. Thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm về bất kỳ về thông tin về chiếc máy này hoặc là về in nhãn vải hoặc là đặt mua hàng thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.